Đoan Trang bị truy đuổi, Cao Vĩnh Thịnh bị tra về vấn đề vấn sách dân quyền. Tin từ Việt Nam, ngày 19 tháng 6 năm 2019, lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam đang truy lùng nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động môi trường Cao Vĩnh Thịnh để trả thù về ba cuốn sách có nội dung độc hại cho chế độ độc tài. Hiện nay, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang phải ẩn mình và thay đổi liên tục chỗ ở để tránh bí mật mật vụ bắt giữ. Cô là tác giả của nhiều cuốn sách và gần đây nhất là Chính trị bình dân và Cẩm nang nuôi tù. Cô đã hoàn thành cuốn Phản kháng phi bạo lực và sách sẽ được ra mắt trong thời gian tới đây. Việc những cuốn sách này ra đời là một cái gai trong mắt lực lượng an ninh và chúng tìm mọi cách để bắt cô. Kết thúc vị, sau khi cuốn sách Chính trị bình dân, cô bị Bộ Công an câu lưu tra khảo nhiều ngày và chúng càng khó chịu hơn khi cuốn Cẩm nang nuôi tù được đông đảo người được đón nhận. Trong khi đó, cho dù không phải là tác giả của các cuốn sách trên, nhiều hoạt động Cao Vĩnh Thịnh cũng bị bên an ninh tra hỏi sau khi không tìm được bằng chứng liên quan của cô với bộ phim Đừng Sợ, một nhà sản phẩm của nhóm Cây Xanh, tức là Green Trees. Nhưng chúng tôi đã đưa tin Cao Vĩnh Thịnh là một thành viên chủ chốt của nhóm Cây Xanh đã bị bắt cóc ngày 27 tháng 3 và bị chặn xuất cảnh ngày 13 tháng 6 rồi bị câu lưu bởi an ninh Cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, cô đã được trả lại hộ chiếu nhưng vẫn còn bị chúng giữ hai điện thoại và laptop. Sau ba lần bị tra hỏi, Cao Vĩnh Thịnh tuyên bố cô không có gì để khai báo với Công an Cộng sản và sẽ không làm việc với họ nữa. Cô nói tuy nhiên rất có thể họ lại dùng chiêu trò bắt cóc giữa đường như đã từng làm với nhiều người khác, kính thưa quý vị.